Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 210. Nhớ niệm Phật nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những đức khi gây dựng tín nguyện chuyên nhất niệm Phật thì những đức xác thực thử khi mình làm việc này việc kia. Như gần 2 tuần nay những đức đi nấu ăn. Thấy cái đặc biệt vô cùng. Đó là rõ ràng đem câu Phật hiệu này xác thực áp dụng vào công việc. Rõ ràng Hòa Thượng Hải Hiền nói không có sai. Niệm Phật không trở ngại làm việc không trở ngại niệm Phật. Quý vị bị trở ngại là do tại chúng ta chưa gây dựng tín nguyện. Nếu như quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật như đức tin 100% với quý vị, làm việc không trở ngại niệm Phật. Quý vị thấy những buổi mà những đức nấu ăn không? Cũng đem Phật pháp giới thiệu. Nhân đức nói nếu như mình học Phật mà mình học đơn giản thì bị tự tại biết bao nhiêu mà nói. Có người bị nó an lạc cỡ nào. Nhân đức nói tội nghiệp cho những người học Phật, họ bị chấp pháp mà họ không có thông được cái tâm tội nghiệp họ thiệt. Như nhân đức nấu ăn, nhân đức nói những cái món đồ ăn. Thí dụ như bây giờ cái món này là cánh gà chay chiên nước mắm. Thì giờ nói cánh gà chứ là nói cái gì bây giờ? Cái này là món sườn cục kho sả. Thì nói sườn cục chứ giờ. Ở đây là sườn chay, nói sườn chay. Chúng ta đã giả ra cái món đó, người ta làm đồ chay. Mà đa phần cái người ăn chay chúng ta bây giờ là ăn những cái món gì? Thì giờ như Đức làm cái món gì thì như Đức kêu tên gì chứ sao? Thì cũng có những người nói đây để cho mình giải đi cái tâm tội nghiệp hậu quá. Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày giảng ngày nói chúng ta ăn chay chúng ta đừng nên kêu những cái tên đó. Cái đó là chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày nói, hiểu không? Còn cái thời cuộc của chúng ta bây giờ, cái thời cuộc làm sao quý vị coi á, có khi hiến chương của nhà nước lâu lâu người ta còn thay đổi một chút, còn phiên dịch kinh giáo lâu lâu người ta cũng còn phiên dịch, có những đoạn văn người ta phiên dịch lại để làm chi? Nó phù hợp vào căn tính con người. Học đạo mà chấp cứng, không biết cái gì hết. Nội mà bao nhiêu người, người ta hoan hỷ thôi. Bản thân mình đừng có chọt vô cái miệng mình vào, tạo nghiệp thêm. Như Đức nói cho vị nghe những điều này để làm chi? Để cho vị nghe vị tỉnh, không tỉnh đi kể vị. Những Đức cũng ăn thua gì mình, đúng không? Thì cái món này là món đồ chay, người ta đặt cái tên đó thì kêu cái tên đó thì chấp làm chi cho nặng chứ. Người ta ăn chay được là tốt quá, đòi hỏi gì cho nó cao, cho nó mệt thêm, tội nghiệp ghê. Như món này là cái món chay, vậy thì kêu chay gì? Tội nghiệp ghê. Có những người nói ông thầy này ông học Phật, ông đâu có hiểu gì giới luật gì đâu, này kia kệ tôi, không hiểu gì hết. Nhưng mà bao nhiêu bà già đến chùa tôi nuôi, còn hơn hiểu quá trời luôn. Mà có nuôi cái bà già khổ không? Có làm những việc lợi ích cho người ta không? Xác thực đi. Ai mà gặp những đức mà nói chuyện kiểu đó, những đức này làm thử, làm thử đi. Nên những đức nói cái thật chắc của những đức là gì? Những đức làm được nên những đức rất mạnh dạn. Có những người nói thầy này ông tu với kiêu ngạo, nó tu kiêu ngạo thì sao được không? Ông kêu ngạo, ông không giảng sanh đâu. Tôi không giảng sanh, chuyện của tôi, đâu có gì đâu. Kêu ngạo là sao? Kêu ngạo mà cũng nhiều người thích. Vì sao? Vì chúng ta là cái bệnh kêu ngạo chung. Đừng bao giờ dối mình chi. Bạn kêu ngạo mà khổ nhất bạn là giấu kêu ngạo. Bạn tham lam mà bạn giấu tham lam. Bạn sân hận mà bạn giấu sân hận. Tôi thì những loại đó tôi có hết đó, được không? Nên khi
ai tác động tới những điều đó? Vô hiệu hóa. Vì sao? Vì không tác động được. Vì những điều đó tôi nói tôi có như vậy, nói tôi chi nó cho nó mệt đi. Mình như thế nào tự mình biết. Chúng ta sống ở ngày vui vẻ, tốt hay xấu tự chúng ta biết. Chúng ta sống trong cuộc đời này không phải một hai lời kích động đó mà làm cho chúng ta phải nặng nề. Những điều đây là những Đức chia sẻ cho Phật tử nghe đó. Nếu quý vị mà sống như lối sống của những Đức sống thì quý vị đặc biệt quá. Tôi nuôi gần 2.000 người mà người ta mỗi ngày người ta còn đi nấu ăn, làm việc này việc kia, giải quyết vấn đề của chùa chiền mà người ta vẫn cười được. Nói mà gì thôi thì nhìn học Phật Pháp là thấy có ý nghĩa rồi. Đúng là tội nghiệp những người tưởng nó văn tự của mình nhiều mình hay chứ. Văn tự nhiều, quan trọng bạn làm được cái gì. Xác thực làm đi. Đúng không? Cái quan trọng là bạn xác thực. Bây giờ có nhiều người chúng ta nè, bây giờ chúng ta nói cao xa trên trời dưới đất. Cha mẹ ruột của mình, khi mình nuôi mà cha mẹ còn chưa vui. Tôi nuôi bao nhiêu bà già mà mấy bà vui đó. Đi làm thử đi. Đó quý vị nghe những điều này nghe. Đây là lấy kiêu ngạo đánh vào kiêu ngạo quý vị đó. Lấy kích động đánh vào kích động quý vị đó. Ai đứng được thì người đó thành công. Trong cuộc đời này quý vị nhớ, bây giờ nói rõ ra là mỗi mặt chúng ta đều có sự cạnh tranh đi. Nhưng đừng nên đi đấu tranh nhau chỉ cho nó mệt. Quý vị ngon quý vị cứ làm những điều mà bản thân quý vị có thể phát huy được Phật Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Quý vị tạo ra tiếng tâm để làm lợi ích cho mọi người, quý vị làm đi. Thì nói ơi, tôi tu hành mà mục tiêu giải thoát tôi đâu cần những thứ đó. Vậy quý vị đừng cần cho những Đức đi. Đức cần nè. Cho những Đức hết thì lụm hết chứ. Đúng không? Quá tự tại. Những người nói giờ tôi không có ham tiền, đem tiền cho tôi ham lắm, lụm hết. Tôi không ham danh, đưa tôi lụm hết cho. Cái gì vì ngon ngon lành, vì muốn giảng sanh vì giảng sanh đi. Còn tôi ham hết trơn, đưa tôi lụm hết trơn. Nếu như quý vị có thể nhận thức được thì quá đặc biệt. Chúng ta thường ưa dối mình đi gạt người. Nên như Đức từng nói rằng hình ảnh mà quay phim thì cái gì cũng đẹp, không ai đem cái xấu đưa ra bao giờ. Như cả chùa mình cũng vậy luôn. Nhưng mà vào sống chung thì nó cũng có cái xấu chứ sao làm gì không có. Nhưng mà được với sự quản lý của những Đức thì cũng tương đối không có tệ quá, không đến nỗi là mưa làm gió gì. Nhưng mà tròn vẹn tốt thì không được rồi. Đúng không? Nên chúng ta sống trong cuộc đời này quý vị. Cái đặc biệt mình là người đàn ông, sống đúng nghĩa đàn ông một chút cho nó đặc biệt. Như Đức nói thiệt quý vị biết chứ, từ hai bàn tay trắng Như Đức học Phật Pháp. Khi Như Đức đi xuống dưới đây, Như Đức không có cắt bạc nào trong túi đâu. Bản thân Như Đức không đứng lên cố gắng thì Như Đức không có ngày hôm nay. Nhưng Đức cũng chưa từng xè tay xin ai một cắt, cũng chưa từng có lời nói dụ dỗ người khác. Không có. Đến với chùa Hòa Thượng, Hòa Thượng xuất gia Nhẫn Đức, Hòa Thượng xây chùa Nhẫn Đức, nuôi chúng, phát triển đạo tràng niệm Phật. Bản thân Nhẫn Đức phải cố gắng. Hòa Thượng cho Nhẫn Đức cơ hội, Nhẫn Đức cố gắng nỗ lực chính bản thân mình. Nỗ lực chính bản thân mình phải cố gắng. Nên đừng có ai nói những lời phù phiếm đó, những Đức mất công. Nói những lời nói mà giống như nói cho có thì thôi, đừng nói những Đức thừa quá. Không dễ kích động được những Đức, quý vị biết. Tại vì sao? Vì người ta sống từ cái khổ đi lên. Từ đôi tay đôi chân người ta cố gắng đứng lên. Chứ không phải là dùng những lời đường mặt gì đâu. Người như vậy rèn luyện mình có một sự kiên cố của nội tâm rất mạnh. Sự kiên cố của nội tâm rất mạnh. Nên mỗi một con người mình, quý vị à, gặp pháp môn tịnh độ nên xác thực. Tu học làm sao mà càng tu học càng dễ tính. Càng tu học thì đừng có bắt bẻ người ta cho nó mệt lắm. Ta nói bị sân si, sân si được không?
Nó bị tham lam, tham lam. Ham tiền vậy, tiền không ham, ham gì. Trời ơi, ông này gì mà tu gì sao tức chết được. Ở bị tức kể bị. Tôi làm sao kể tôi. Thấy không? Nhân quả chúng ta làm chúng ta sẽ chịu. Chúng ta cứ hiểu định luật nhân quả rồi. Vì làm như thế nào quý vị sẽ hưởng như vậy. Nếu như quý vị có đầu óc khôn ngoan thì quý vị sẽ biết làm cái mà quý vị sẽ hưởng cái tốt. Tự mình suy nghĩ. Chúng ta có nhiều cái chúng ta nói chúng ta không tham mà chúng ta đi tích trữ giữ gìn còn ác hơn. Bây giờ chúng ta hãy nhận thức tham, tham đúng rồi. Của cái vật chất mà danh mà ai không tham, tham được đây tôi. Làm sao mà cuộc đời bị tu mà người ta đụng đến cái danh cái lợi quý vị mới bị bình tĩnh được. Đó là công phu tu đó. Nhớ nghe. Đụng tới cái danh cái lợi vị mà bị bình tĩnh được là đó là công phu tu đó. Còn người ta chỉ cần đụng vô cái danh cái lợi vị một chút thôi, chạm một chút thôi là quý vị nhảy đông đổng lên là thua. Không có tu hành gì đâu. Hãy gây dựng lại thì cố gắng. Đọc kinh nhiều hay không? Không đọc kinh nhiều. Chỉ đọc giới nhiều hay không đọc giới nhiều gì. Cái quan trọng vẫn là đặc biệt cuộc đời vị học Phật học như thế nào. Nếu như vị học Phật mà lâu lâu đi đâu cũng nhăn mặt nhăn mày, đi đâu cũng làm cho ta nặng nề hết. Dù quý vị có đọc bao nhiêu kinh, bao nhiêu bài giới đi chăng nữa, thì đó dẫn cái không phải dùng được đối với con người khác. Học làm sao mà ra một con người vui vẻ an lạc. Càng học càng dễ tính, càng học càng vui vẻ, càng học lại xác thực Phật pháp vào cuộc đời để làm những việc ý nghĩa cho chúng sanh. Đó mới là đặc biệt ý nghĩa của mình là người học Phật quý vị. Nên những đức nói cuộc đời những đức từ bây giờ đến khi chết, những đức sẽ cố gắng nỗ lực hết mình làm những việc ý nghĩa được những đức cố gắng làm. Lấy quay lại quý ông âm đến rồi đó. Nói quý Phật tử khắp nơi chuẩn bị đi, chúng ta hội ngộ gặp nhau. Cuộc đời của người xác thực đi quý vị. Đó. Những đức nói những đức đặt 50.000 cái máy niệm Phật tặng quý vị là những đức sẽ làm 50.000 cái máy niệm Phật tặng quý vị. Dưới đó nó đặt 3.000 bộ tượng Phật tặng quý vị. Những đức sẽ cố gắng làm. Cũng là tiền chúng sanh khắp nơi cúng thôi. Nhưng những đức dám làm. Có những người người ta cúng không dám làm. Cái quan trọng là bị dám làm hay không. Có những người nói ô cũng tiền khắp nơi người ta cúng là đưa cho ông. Ông làm bình thường thôi. Chưa chắc. Đến quý vị chưa chắc bị làm. Chưa chắc. Tiền vào tay mình rồi mà dám bung ra, dù là của người ta, nhưng vào tay bị rồi cái chuyện bị không dám bung. Bung còn tính toán. Còn mình đến với chúng sanh, nếu hiểu biết sâu sắc về nhân quả thì sẽ nhiệt liệt hết mình đi. Phù hợp thì cứ phát huy. Nên phải quyết tâm đời này phải về thế giới cực lạc. Phải thường nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Cái này là cái quan trọng nhất. Hòa Thượng Hải Hiền nói một câu: cõi đời này là giả, chỉ có giảng sanh cực lạc là thật. Tất cả việc đều là giả, chỉ có niệm Phật là thật. Niệm Phật đi, cố gắng mà niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Cái này là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Tuy là đoạn chia sẻ Phật pháp rất là ngắn, nhưng đây là tâm quyết quý vị. Quý vị cố gắng niệm Phật, sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, thuận nghịch được mắt, cố gắng niệm Phật, sống vui vẻ. Rồi mọi việc gì cũng sẽ qua. Không ai ở không đâu. Ăn cơm nhà mày đi nói thiên hạ hoài. Chúng ta cố gắng niệm Phật, rồi mọi việc tự nhiên nó sẽ qua chứ. Thử thách mà thôi, giúp cho mình nâng cảnh giới tu tập. Nếu như bị gặp những sự trở ngại từ vợ, từ chồng, từ nhiều phương diện, vì hãy cố gắng niệm Phật và tin chắc rằng rồi mọi việc gì cũng sẽ qua. Mạng này còn bỏ, không chi cái việc trong cuộc đời này mà không qua, qua hết. Gây dựng tín nguyện kiên cố vị, cố gắng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Mỗi ngày nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương cực lạc, thì trong lòng sẽ thường vui lắm, an lạc lắm. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đồng sanh về tịnh độ.